Vậy à, đấy là những cái trường hợp mà chúng ta mua ngoài. Vậy bây giờ chúng ta có thể là xây dựng và hình thành từ nội bộ doanh nghiệp, thì lúc này tài sản của chúng ta sẽ có thể là tự dây xây dựng, hoặc là chúng ta giao thầu, chúng ta đấu thầu để người bên thứ ba bên khác xây dựng. Và lúc này thì các bạn cần phải ghi nhận khi mà cái quá trình xây dựng nó kết thúc và chúng ta có cái sự quyết toán công trình đấy, thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái giá trị quyết toán hoàn thành xây dựng cơ bản để có thể là ghi nhận cái tài sản cố định của mình. Như vậy đấy là một cái thực tế, đó là rất nhiều những cái công trình xây dựng đã được xây dựng xong nhưng mà vì một số điều kiện nhất định mà không thể quyết toán được. Vì vậy cái việc mà để ghi nhận là trở thành tài sản cố định lại gặp khó khăn, bởi vì lúc này muốn chúng ta ghi nhận chúng ta phải đánh giá nó, và chúng ta lại chỉ đánh giá được cái giá trị theo cái giá quyết toán, nhưng mà công tác quyết toán thì có thể là rất là nhiều vấn đề. Vì vậy vẫn mãi vẫn chưa có thể là ghi nhận được tài sản cố định. Đối với tài sản cố định tự sản xuất thì khi mà chúng ta sản xuất, chúng ta sẽ bỏ những cái chi phí và chúng ta sản xuất ra cái tài sản cố định đó. Vì vậy mà cái nguyên giá dĩ nhiên được xác định đấy là giá thành thực tế để sản xuất ra tài sản cố định và những cái chi phí liên quan. Những cái chi phí liên quan này thực chất đấy là những cái chi phí như là vận chuyển, bốc dỡ, chi phí vận hành thử, chi phí để có thể là đưa cái tài sản đấy sẵn sàng sử dụng trong cái thời điểm hiện tại. Khi chúng ta được biếu tặng tài trợ, hoặc là chúng ta được điều chuyển từ công ty mẹ về công ty con, hoặc là góp vốn, thì giá trị nguyên giá được xác định là cái giá trị còn lại của cái tài sản mà chúng ta nhận được cộng hoặc là cái giá trị mà hội đồng định giá đánh giá thực tế. Cũng giống như là nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ các bạn đã được học từ trước, thì khi mà chúng ta được góp vốn thì hoặc là chúng ta được tài trợ, thì nếu như mà có cái hội đồng đánh giá thì chúng ta sẽ sử dụng cái giá trị mà trong biên bản đánh giá của cả cái hội đồng đưa ra, và dĩ nhiên các cái chi phí liên quan thì chúng ta vẫn phải ghi nhận vào cái tài sản cố định. Trong một số trường hợp đối với tài sản cố định hữu hình thì có một số cái đặc điểm riêng biệt. Vì tài sản cố định hữu hình không có hình thái vật chất nên cái việc mà nhận định và ghi nhận của nó cũng khá khó khăn, và liên quan đến nhiều nhất là những cái trường hợp đặc biệt của tài sản cố định hữu hình là nó liên quan đến quyền sử dụng đất. Thì ở đây các bạn hãy lưu ý rằng là chúng ta đang tìm hiểu một cách tổng quan nhất. Nếu mà các bạn có thể đi sâu vào thì các bạn phải tìm hiểu rất là nhiều những cái trường hợp nó chi tiết ra. Nhưng mà về cơ bản thì quyền sử dụng đất được nhà nước giao, có thu tiền hoặc là nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp, thì lúc này có nghĩa là nhà nước giao cho doanh nghiệp và doanh nghiệp sử dụng và nhà nước thu tiền thuê đất, thì lúc này cái nguyên giá chúng ta sẽ xác định lấy là cái tiền, toàn bộ cái số tiền bỏ ra để có thể có cái quyền sử dụng đất hợp pháp đấy, cộng với những cái chi phí ví dụ như chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí san lấp hoặc là lệ phí trước bạ. Thì đây là những cái khoản mà chúng ta có thể đưa vào được cái nguyên giá của tài sản cố định hữu hình. Bây giờ tôi sẽ đã trình bày cho các bạn những cái tổng quan nhất, những cái xác định nguyên giá của tài sản cố định trong những cái trường hợp theo cái nguồn mua ngoài. Vậy thì như đã trình bày thì chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái khía cạnh thứ hai, đấy chính là giá trị hao mòn lũy kế. Giá trị hao mòn lũy kế thì trước tiên các bạn phải hiểu cái sự hao mòn của tài sản cố định đấy. Thì trong quá trình sử dụng, thực ra con người chúng ta cũng hao mòn chứ nói gì đến tài sản đâu. Cái tài sản cố định của chúng ta sẽ bị giảm dần giá trị, giảm dần giá trị. Nhưng cái giảm dần này chúng ta có thể nhìn được hoặc là chúng ta không thể nhìn được, nhưng nó vẫn cứ biến mất giá trị dần đi. Và lúc này chúng ta sẽ gọi đó là cái sự hao mòn của tài sản. Sự hao mòn này có thể là hao mòn hữu hình, nghĩa là hao mòn mà chúng ta có thể nhìn thấy được, tận mắt chứng kiến được, hoặc là hao mòn vô hình mà chúng ta không thể nhìn thấy được, thì đấy là cái sự hao mòn. Và khi cái sự hao mòn này chúng ta đánh giá, chúng ta phân bổ một cách có hệ thống, chúng ta đưa nó trở thành một cái thước đo, thì chúng ta có cái sự khấu hao. Định nghĩa chính xác cho khấu hao là sự phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải khấu hao, tức là cái sự hao mòn trong thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định. Vậy các bạn có thể hiểu rằng là cái khấu hao là sự phân bổ một cách có hệ thống giá trị
của tài sản bị giảm dần giá trị đi. Nhưng mà ở đây các bạn hãy lưu ý rằng chúng ta phải liên quan đến cái thời gian sử dụng hữu ích. Cái thời gian sử dụng hữu ích hoàn toàn khác với cái thời gian sử dụng của tài sản. Và giá trị hao mòn lũy kế được định nghĩa là được khái niệm như thế nào? Chúng ta có thể hiểu rằng là trong các kỳ sản xuất, từ khi đưa vào sử dụng cho đến tại thời điểm báo cáo, chúng ta sẽ có phân ra thành từng kỳ, và mỗi kỳ chúng ta sẽ có cái sự khấu hao mà chúng ta gọi đấy là hoạt động trích khấu hao. Vậy thì tổng cộng các cái khoản trích khấu hao của tài sản cố định cho đến cái thời điểm báo cáo chúng ta gọi là cái giá trị hao mòn lũy kế. Và trên bảng cân đối kế toán phần tài sản cố định, các bạn có thể nhận thấy rằng là người ta sẽ phân ra là tài sản cố định hữu hình, có là nguyên giá, rồi là khấu hao hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Thì cái giá trị hao mòn lũy kế là những cái khoản mà chúng ta đã trích khấu hao từ lúc đưa vào sử dụng cho đến cái thời điểm báo cáo. Giá trị còn lại trên sổ kế toán dĩ nhiên rất đơn giản, nó bằng nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Có nghĩa là cái giá trị tại thời điểm này của tài sản cố định được đánh giá